Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Hôm nay em làm video giới thiệu cho mình tham khảo một số cây sứ Thái ghép á. Bên vườn em bán đa dạng mặt hàng luôn, từ cây hàng ghép hay loại hàng nhỏ cho đến hàng lớn hoành một gốc, cái gốc nó 1 mét mấy cũng có luôn nha cả nhà mình. Và cây duyên á là sứ kỳ duyên ha, kỳ duyên hàng nhỏ lớn gì đủ loại luôn. Kỳ duyên lớn bên em rất là nhiều, mà cây lớn đó khách có nhu cầu mua thì kết nối Zalo với bên em sẽ gửi hình ảnh cho mình ha. Cây to em mỗi lần làm video em ít có khiên lại làm lắm. Thế mình muốn mua cây hàng đó thì cứ kết nối Zalo với em gửi hình ảnh báo giá cho mình. Rồi, đến với cây số 1, cây ghép hai màu. Cây này thì có bẻ sang hơn nha, ghép giống Reti. Trời ơi, mới ra quay đứng ổ kiến rồi. Reti Lady hoa 3 lớp màu vàng tươi. Reti có bẻ san hô đây. Reti có bẻ san hô, bẻ to to này nha. Với lại mình thấy cái nụ đỏ đây là thần tài, 5 cánh màu đỏ, cây 2 màu mà chiếm ưu thế nhiều là Reti. Cây tàn bung rộng ra 8 tấc. Thần tài 5 cánh đỏ với lại Reti Lady 3 lớp màu vàng tươi hoa thơm, mà đặc biệt là cái Reti mình có bẻ san hô. Củ thì dạng củ cơ bắp cuồn cuộn luôn. Cái màu củ này là củ mình già, củ già mà cái vàng rễ khỏe chứ không phải là củ già mà nó bị suy. Mình thấy củ già là cái cây mình nó có sơ ở trong, nó rất là chắc, ít có bị thối ha. Mình thấy là rễ khỏe thì nó nuôi lên cái cây lá xanh rì mướt bóng lọng luôn. Mã số 1 ghép 13 bo, củ cơ bắp 430 ngàn. Số 2 Long Thành 3 lớp màu đỏ. Long Thành là đỏ tươi luôn. Cái giống này, cái cách nở của nó sắp xếp cánh hoa giống như hoa hồng nở vậy đó. Rồi ghép 8 bo 150 ngàn. Chiều cao của cây này là lên 6 tấc. Tới số 3. Số 3 cây ghép nhiều giống. Cây ghép để coi 5 giống. 5 giống mà chiếm ưu thế nhiều là dòng hoa 5 cánh nha. Mình thấy cái tầng cao nè, thần tài 5 cánh màu đỏ, ruby 5 cánh đỏ, cà phê 5 cánh màu tím, sĩ thư 1 3 lớp trắng viền hồng, Reti Lady 3 lớp màu vàng tươi. Cây mình ghép 5 giống mà có một số giống đang có nụ có hoa rồi. Đây mình thấy Reti màu vàng và thần tài ruby. Em nhắc lại, Reti màu vàng, sĩ thư 3 lớp trắng viền hồng, cà phê 5 cánh màu tím, thần tài 5 cánh đỏ, ruby 5 cánh đỏ. Cây 5 giống, chiều cao của cây là 1m1. Đây, củ mình thì dạng củ cơ bắp nè. Ghép 22 bo, giá là 1.500.000. Tiếp số 4. Số 4 một cây này dạng dáng nằm nè. Ghép giống anh thơ 3 lớp màu trắng có gân tím hoa thơm. Anh thơ dáng nằm ghép 5 bo 150 ngàn. Số 5 Vinh Hoa. Vinh Hoa thì thơm thoang thoảng nhẹ, hoa 3 lớp màu tím nền hồng sọc tím, cây 8 bo 150 ngàn. Vinh Hoa rất là rộ, mình thấy nụ nó đang ra đây ạ. Tiếp số 6. Số 6 một cây củ dạng dáng củ hơi quái quái nè. Đây, củ quái nè nha, ghép với coi 3 giống luôn nè. Cây ghép 3 giống. Mỹ Diệu 4 lớp màu vàng, hoa thơm, màu vàng tươi luôn, hoa thơm. Quỳnh Chi 3 lớp trắng viền hồng đậm, Phú Thành 3 lớp màu đỏ. Đây, 3 giống mà chỉ có Mỹ Diệu đang nụ, Phú Thành có hoa nở luôn. Củ quái ghép 8 bo 150 ngàn, 3 màu hoa, màu vàng, màu trắng, màu đỏ luôn nha. Em tiếp số 7. Số 7 một cây gốc to. Cây này là Hoành hồi nãy nó đo, nó nói là 70 hay nhiêu đó, mà quên rồi. Trời mưa quá em không có đo gốc, không có ghi lại được luôn nè. Dán giấy mà còn rớt tụt lên tụt xuống. Rồi, mã số 7 ghép 7 bo giá 400 ngàn là ghép giống én, một mẫu hoa 2 lớp. Đây, én có hình luôn. Củ này rất là đẹp luôn, khách nào có nhu cầu chọn mấy cái muốn củ dạng cơ bắp thế này thì chọn củ này ha. Củ én này thì nó lên vàng đường nhẹ này nè.
đang lên vàng này giống như trò chơi xổ số hên xui ha. Hên thì nó lên vàng nhiều hoặc là nó đứng tại chỗ như vậy. Rồi mã số 7 ghép 7 bo 400.000 én đang lên vàng nhẹ. Tiếp số 8. Số 8 một gốc rất là già luôn, mình thấy gốc giống thảo liên. Cái cây này thì em thanh lý giùm người ta nè, em bán giùm. Rồi thảo liên hư nụ luôn. Thảo liên hoa 5 cánh màu tím sọc nha. Cây 4 bo 150.000. 150.000 thảo liên. Người ta sang chậu sẵn, đang nằm trong chậu C10. 150.000 4 bo. Số 9. Vân Huế 7. Vân Huế 7 hai lớp màu hồng. Cây 10 bo 150.000. Đây cái tàn của Vân Huế 7. Số 10. Số 10 là Vân Ngọc. Vân Ngọc 5 lớp màu đỏ viền, cây tựa dài. Vân Ngọc mình đang chớm nụ. Cây 4 bo 150.000. Số 11. 11 là Sĩ Thư 1, 3 lớp trắng viền hồng, hoa thơm đậm mùi. Cây 6 bo 150.000. Số 12. 12 một cái củ hình hơi quái quái, giống một người mình đang ngồi ghế giữa nè, hai chân để rõ ràng nè, còn hai cái tay chống lên thành ghế luôn nha. Ghép giống kim ngân hoa 5 cánh. Kim ngân củ quái, kim ngân có mặt hoa luôn nè. Giống này thì hoa rất là rộ. Đợt này em ra lô hàng này đang hoa mà ông trời ông dốt cho mấy cây mưa lớn, hoa tè tua hết ráo. Mã 12, 10 bo 150.000 kim ngân củ quái. Tiếp 13. 13 là Quang Phát 6, hoa 3 lớp, một giống hoa chuyển màu và hoa thơm nha. 3 lớp màu vàng, lớp mới nở có lem lem tím. Nó cái lem mới nở lem tím, rồi về đến gần tàn thì nó sẽ là cái phần tím nó chuyển qua đỏ ha. Hai lớp trong là màu vàng có sọc, hoa thơm đậm mùi. Đây, mình thấy củ cơ bắp đây ạ. Ghép 6 bo 150.000. Số 14. Mỹ Diệu 4 lớp màu vàng tươi hoa thơm. Mỹ Diệu 5 bo 150.000. Số 15. 15 một cây dạng quái quái nữa nè. Cái cây này á, em để ý em làm clip hình như cây này nó bị cái giống gì á. Cứ khách lên, cái khách chốt chốt rồi, các em chuẩn bị đóng hàng đi. Cái hồi hôm nay bị ba là ngày hôm nay, cô chú anh chị nào thích dòng màu tím vô mở hàng lại giùm em cái cây này một cái. Trời ơi, cứ chốt đơn rồi, cái không biết sao, cứ chuẩn bị đóng hàng đi là hồi, hoặc là đổi cây khác. Rồi, ghép giống ti ti nha. Cái cây này ở ngoài em nhìn cái củ nó rất là ổn, chứ mà không hiểu sao có phong thủy nó. Cứ chốt đơn rồi lại hồi à. Rồi cây này ở trong chậu chặt chậu C10 luôn nha. Cây chặt chậu C10 ghép giống ti ti củ quái nè. Ghép 8 bo. Khách nào lấy em bán giá 220.000. Em bao ship tận nhà cho mình luôn nha. 220.000. Mở hàng lại giùm em cái cây này. 220. Có hành củ này nãy nó đo nó nói là 60 mấy á. Củ to, dáng cây rất là đẹp. Ti ti 8 bo 200.000 luôn đi. Cây này bán 200 luôn đó. 200 bao ship tận nhà cho khách luôn. Củ quái. Tiếp 16. 16 là giống phíp lớp 4 lớp. Phíp lớp 4 lớp nền trắng viền hồng đậm ha. Cây 4 bo 150.000. Tiếp 17. 17 cây ghép 2 màu. Mình thấy cái dàn nụ đỏ đây là của Quyết Thắng, 3 lớp đỏ đậm. Và có ghép vô 2 bo là của Vân Ngọc. Vân Ngọc là hoa 5 lớp màu đỏ viền. Cây mình ghép 7 bo mà 5 bo Quyết Thắng, 2 bo Vân Ngọc, tổng là 7 bo ha. Đây cái củ. Cái củ này về mình đôn cái củ cao cao lên, mình mới nhìn cái mặt này giống như nôm na như là rễ nôm vậy nha. Cây 7 bo 300.000. Tiếp 18. 18 một giống hoa thơm là tên là Thiên Hương, 3 lớp mặt nền trắng viền hồng đậm. Thiên Hương 5 bo 130.000. Số 19, cây ghép 2 màu. Mình thấy cái nụ tím là cẩm đang 2, 3 lớp màu tím. Và nụ màu đỏ một chùm đây là của Long Thành, 3 lớp màu đỏ tươi nha. Cây 2 màu, tựa dài, tàn xơm xê, ghép 8 bo. Củ này cũng dạng cơ bắp cuồn cuộn đây. Củ này nó năng động,
Nó siêng tập gym nên nhìn cơ bắp lắm luôn nè. Cây 8 bo 300.000. Có hành này nãy nhiêu đây? Ghi trôi trơn. Tiếp 20. 20 là mình đến với một cây củ dạng củ quái nè. Cái phần đế này nhìn ở dưới rất là đẹp. Đây mình thấy phần thực tế, phần bè ra phía trên. Củ già ghép giống là lạ hồng. Ai thích đỏ đậm luôn thì chọn giống lạ hồng ha. Lạ hồng màu đỏ đậm, cánh nhọn, đi cái rìa ngoài dúng dúng nè. Đi cái dúng này à, với là cái viền trắng là nó tôn lên cho cái nét đẹp của hoa mình nhiều hơn. Rồi cây lạ hồng ghép 11 bo, giá 400.000, mã 20. Tiếp 21. 21 một cây cái củ này em chưa có cơi lên nè. Cơi lên cái củ này nhìn cũng đẹp lắm nè. Củ tròn mà nó, cái củ thì nó tròn mà chung quanh nó có mấy cái rễ nè, nó nổi lên nó xoắn xoắn lại thế này. Ghép giống hoàng phi hồng. Hoàng phi hồng hoa hai lớp màu vàng đậm. Nó mới nở thì màu vàng đậm luôn, đi cái sọc hồng nhẹ giữa cánh hoa, nó nở tầm 3-4 ngày thì cái ngoài dùng cánh nó sẽ có phớt hồng ha. Cây này tựa dài. Cây vừa thay lá xong, khách nào thích thì về mình chỉ riêng. Cây này em để giống hôm nay, cắt giống ghép mấy lần rồi nay nó ra tựa lại nè. Rồi, cây này ghép hình như hai giống luôn hả ta? Hoàng phi hồng với lại này là một mặt hoa màu đỏ nha. Vân ngọc màu đỏ, hai giống. Hoàng phi hồng là màu vàng, vân ngọc là màu đỏ. Cây ghép 5 bo, 250.000. 250.000 bao ship nguyên chậu cho mình luôn. Chậu cây đang trong chậu C12 nha. Chậu C12. Tiếp 22. 22 là X92. Hoa màu tím, sọc hoa thơm. X92 cây 6 bo 150.000. Số 23. 23 là Nguyệt Tâm 5. Nguyệt Tâm 5 4 lớp. Màu đỏ, mới nở thì đỏ viền tím ha. Khi mà nở căng ra thì còn đỏ thôi. Em nói rành tới như vậy mà có nhiều khách về nhà gọi lại hỏi, ủa sao giao lộn hàng hay sao mà hoa tôi mua màu đỏ bây giờ có đỏ viền tím. Hoa nó 4 lớp, mới nở thì đỏ viền tím, khi căng thì còn đỏ thôi ha. Rồi nè, mình thấy cây mình đang nụ khá là nhiều luôn. Mã số 23 ghép 11 bo, giá là 650.000. Củ thì cơ bắp, nó chia nhiều múi đều củ luôn ha. Em tiếp 24. 24 là kiều diễm, một mặt hoa 3 lớp màu hồng đậm. Đây, nó khuất nằm giữa cây lớn. Đây, cái tàn của cây kiều diễm nhìn xuất sắc luôn. Kiều diễm 3 lớp, nền hồng đậm viền trắng. Cây mình ghép 10 bo, giá 150.000. Số 25. 25 mình đến với gốc xứ Rin tên là Kỳ Duyên. Đây, Kỳ Duyên có cái đế này rất là đẹp nha. Ồ, cái đế này phải nói là nhìn nhức nhối luôn, đẹp lắm luôn. Khách nào thích dạng cái đế nó có rễ nè. Cái này thì bên em cắt tỉa rễ là để cơi cái đế lên thế này sẵn cho mình luôn nè nha. Về sang qua cái chậu xinh hơn nữa là thôi, chỉ chờ ngắm hoa thôi. Cây này tàn bung rộng hơn 1 mét. Đây là cây zin. Chiều cao của cây mình là 1 mét ha. Tàn bung rộng hơn 1 mét. Cây mới có nụ nhỏ à. Cây zin hoa 3 lớp màu hồng tên Kỳ Duyên. Kỳ Duyên cơi cái đế cũ lên là cắt làm cũ. Rồi giá cây này là 650.000. 650.000 cho gốc này ạ. Kỳ Duyên, gốc riêng. Tới 26, cây cuối. 26 là một gốc thanh lý cho mình. Gốc này hoành gốc 78. Em thanh lý là cây tựa dài nè. Nó vừa thay lá lại. Đây mình thấy thay lá lại một số lá trưởng thành, còn một số chưa nè. Nó còn lá nhỏ nhỏ. Nên nhìn cái tàn mình chưa có xum xuê lắm. Nên em bỏ ra thanh lý cho mình luôn. Củ thì dạng củ cơ bắp nè. Đây, cây này nằm ngoài trống, em quay cho mình xem tổng thể cái củ của nó luôn. Mã 26 ghép 8 bo,
Giá là 500.000, hoành gốc 78, chiều cao của cây là 1m ha. Ghép giống là ngọc cô nương, hoa 3 lớp màu hồng viền trắng. Đấy coi, ngọc cô nương bị mưa gió vùi dập luôn. Đây, hoa 3 lớp, nền hồng viền trắng như thế này ạ. Rồi, hoành gốc 78, giá là 500.000. Em nhắc lại, đây là cây thanh lý đang thay lá. Em bán thanh lý cho mình 500.000. Rồi, hôm nay vườn em giới thiệu là 26 cây ha. Cả nhà mình xem thấy yêu thích cây nào, muốn đặt hàng ủng hộ cho vườn thì cứ gọi theo số máy 0981813055. Giá cây em nói đây là em bao ship cho mình luôn. Khách mua một lượt 10 cây em tặng cho mình một cây làm quà. Mua 5 cây tặng một cây xứ hạ lai tạo ha. Rồi cả nhà mình ai chưa bấm đăng ký kênh của em, mình hãy bỏ ra thao tác bấm đăng ký để ủng hộ kênh giùm em ha. Và mình đừng quên bấm vào chuông thông báo á, để mỗi khi em đăng video mới lên thì nó sẽ tự động báo cho mình để tiện theo dõi ạ. Và địa chỉ vườn của em là ấp 5, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Có một số cô chú và anh chị yêu cầu là hãy lâu lâu nhắc lại cái địa chỉ vườn để khách có muốn, khách ở gần gần á, người ta muốn đến tận vườn lựa cây á, thì người ta biết người ta đến ha, thì cái địa chỉ của con vừa nêu đó. Mà cô chú hãy có ai có muốn ghé vườn con thì cứ alo trước ha, để nhiều khi con đi giao hàng hoặc con đi mua hàng này kia, để con không có nhà, ở xa tới mà con không có nhà cũng hơi bị buồn ha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ. Thank you.